Lãnh đạo thế giới sốc khi ông Trump bị bắn. Nhiều lãnh đạo thế giới gọi vụ nổ súng nhắm vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử là gây sốc và ghê tởm, đồng loạt lên án tình trạng bạo lực chính trị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài đăng trên mạng X hôm nay cho hay ông và phu nhân bị sốc trước vụ tấn công nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn và phục hồi nhanh chóng của ông ấy, ông Netanyahu viết. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố cho biết chúng tôi bị sốc trước cảnh tượng tại cuộc vận động của cựu tổng thống Trump ở Pennsylvania. Chúng tôi mạnh mẽ lên án mọi hình thức bạo lực chính trị và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Trump cùng gia đình vào thời điểm này. Thủ tướng Starmer sau đó chia sẻ thêm trên mạng X rằng bạo lực chính trị không thể tồn tại trong xã hội của chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công, ông viết. Vụ nổ súng xảy ra khi ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Cựu tổng thống bị một viên đạn xuyên qua vành tai bên phải, chảy nhiều máu nhưng vẫn an toàn. Một khán giả trúng đạn thiệt mạng, hai người bị thương. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông ghê tởm vụ nổ súng. Bạo lực chính trị không bao giờ được chấp nhận. Tôi xin bày tỏ sự sẻ chia với cựu tổng thống Trump, những người tham dự sự kiện và tất cả người Mỹ. Ông viết trên mạng X nghi phạm nổ súng bị bắn hạ tại hiện trường, nhưng chưa rõ danh tính và động cơ. Vụ nổ súng đang được điều tra theo hướng âm mưu ám sát nhắm vào cựu tổng thống Trump. Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong bài đăng trên mạng X gọi đây là hành động gây hấn và đáng lo ngại. Bạo lực không thể tồn tại trong nền dân chủ. Tôi nhẹ nhõm khi biết rằng cựu tổng thống Trump đã an toàn. Ông cho hay. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người mới gặp Trump ngày 11 tháng 7, trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay cũng gửi những lời chia sẻ và cầu nguyện tới cựu tổng thống Mỹ sau vụ nổ súng. Thủ tướng Orbán có quan hệ tốt với ông Trump và hai người cũng từng gặp mặt hồi tháng 3. Ông Orbán đã đăng thông điệp cổ vũ ông Trump tiếp tục chiến đấu sau khi cựu tổng thống Mỹ vướng lùm xùm pháp lý từ năm ngoái. Thủ tướng Hungary hồi tháng 3 tuyên bố nếu ông Trump tái đắc cử, đó sẽ là cơ hội nghiêm túc duy nhất để chấm dứt xung đột Ukraine. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng phải kiên quyết chống lại mọi hình thức bạo lực thách thức nền dân chủ. Tôi cầu nguyện cho cựu tổng thống Trump sớm bình phục, ông viết. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố lên án vụ nổ súng. Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này. Chúng ta phải đoàn kết để lên án nó, ông nói, đồng thời bày tỏ nhẹ lòng khi biết ông Trump an toàn và khỏe mạnh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.